Hai trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi. Hai trận động đất xảy ra tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cách nhau 3 phút với độ lớn khoảng 3,2. Ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết hai trận động đất vừa xảy ra tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi vào khoảng 8 giờ 57 phút và 9 giờ sáng ngày 14 tháng 10. Trận thứ nhất có độ lớn là 3,3, trận thứ hai là 3,2. Hai trận động đất gần như cùng tọa độ khoảng 15,150 độ vĩ Bắc và 108,391 độ kinh Đông, độ sâu tiêu chiến khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Theo khảo sát thì đây là các trận động đất nhỏ, không quá nguy hiểm. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm và cập nhật tình hình thường xuyên, ông Xuân nói. Ông Xuân Anh cũng đánh giá việc động đất xảy ra đúng vào thời điểm thường xuyên có mưa lũ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 10 giờ sáng ngày 14 tháng 10, tâm bão số 7 nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên, trong ban kính 150 km tính từ tâm bão. So với dự báo 24 giờ trước đó, bão đã giảm đi một cấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng Tây với tốc độ 20 km trên 1 giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, hình thái này di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Đến 6 giờ sáng nay, nhiều tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão đã quyết định cấm biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Lực lượng chức năng các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An đã lên phương án sơ tán 150.000 dân trước thời điểm bão đổ bộ đất liền. Tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 10, các địa phương đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn 31.000 phương tiện với hơn 115.000 lao động biết hướng đi của bão để di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm.